Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa bắt khẩn cấp Phạm Huỳnh Minh Thịnh, 29 tuổi, ở tổ dân phố Trường Thọ Tây B, phường Trương Quan Trọng, thành phố Quảng Ngãi, về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định Phạm Huỳnh Minh Thịnh là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo. Thịnh mở lớp ngoại khóa tại phường Trương Quan Trọng, dạy võ cho các em từ 6 đến 16 tuổi. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học viên nam. Thịnh đã dụ dỗ các em để quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong những lúc quan hệ tình dục, Thịnh đều dùng điện thoại di động, máy ảnh để quay phim và chụp hình lại. Liên quan đến vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin ai là bị hại của Phạm Huỳnh Minh Thịnh thì liên hệ phòng cảnh sát hình sự để được tiếp nhận giải quyết. Phạm Huỳnh Minh Thịnh mở lớp dạy võ trên địa bàn phường vào cuối năm 2022 cho đến nay. Các em học viên học võ tại đây chủ yếu đến từ phường Trung Quan Trọng, xã Tịnh Ấn Tây và xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra vụ việc huấn luyện viên dạy võ hiếp dâm người dưới 16 tuổi để xử lý theo quy định của pháp luật.